Thịt ngon nhỉ. Cô tạt tạt em đi chợ có được có rồi nắng
dầu. Mưa rồi. Đây nhiều đá quá. Chỗ này này. Ủa, cái này cái này to đá to. Gì đó, đá to đây rồi. Ở trên. Ủa, có thêm đá ở đây. Thank you.
lên màu đấy chưa? Màu đẹp thật đấy. Em ý múc thêm một tí nữa em ý. Nhìn màu nó đẹp thật đấy. Làm hai bát tô thôi. Rồi mình sẽ đổ vào trực tiếp vào trong này luôn. Được rồi đấy. Màu đẹp thơm nhỉ, cái hoa này. Hoa này bó khó trên rừng nhỉ. Là hoa bó khó nhỉ. Hoa này vì đun nước uống mà là vì nấu xôi ngon. Thơm. Nó thơm em ý. Xem màu vàng đậm chưa? Này, màu vàng này. Thơm nữa ạ. Phải ngâm thêm bát ạ. 30 phút. Ôi, màu đẹp quá anh Mỹ ơi. Wow, đẹp quá. Được đấy. Màu vàng ấm luôn. À, đẹp quá. Được đấy. Sao mất rồi. Màu vàng đẹp nhỉ? Ừ. Hai màu đúng với nhau đẹp. Nổi. Nhìn màu thích này. Thì thôi nhưng mà nó cũng đẹp đấy. Chứ chẳng còn nó chứ chẳng ấy. Chứ chẳng cái gì anh ta chứ đẹp. Đẹp nhờ. Mình lá chuối đậy lên cho nó chín. Đậy một nước chín nhanh.
chiều thử. Em vừa mới nướng xong. Ô, thơm quá. Khoảng tầm gần tiếng chín ấy. Quét mỡ rồi. Thơm quá nhỉ. Các tầm 30 phút là được ăn rồi đấy. Ngon nhỉ. Thơm thơm đấy. Thơm quá. Rớt mắt khén này. Khén sai rồi. Khén sai rồi. Quay lưng này chị, vết dáng sau lưng này. Phải uống tăng tăng này này. Mình gọi lời cho cái tăng này. Hai cái đùi này. Mấy nữa làm xong nhà mình sẽ nuôi thêm nhiều gà ấy. Để hôm nào mọi người, các được bác ra đây chơi, mời khách ra đây. Mọi người nướng gà ăn nhờ. Thích à, mời anh Hải, chị Kiên. Chị em mọi người lên đây nướng gà nhỉ anh nhỉ. Nướng gà xong ra suối. Thích thật. Thank you.
con gà chín đấy. Ừ, được đấy, con đi ăn đi. Hấp dẫn rồi đấy. Mang ra đi. Chín chưa? Chín rồi bố ạ. Xé chưa? À, cùng nhé. Nóng lắm đấy. Nhà thơm phức rồi đấy. Nồi cơm. Chín ta này à? Thơm đấy anh ấy nhỉ. Chín hết rồi chị có. Ừ. Ta cẩn thận bỏng quá à. Hôm nào hôm nay mình thắm á. Ướp mắt khén thơm nhỉ. Thịt ngon nhỉ? Cái này em làm món thôi. Làm món hả? Làm món hả? Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi mọi người ơi. Giờ mà em chia đũa đi. Cảm ơn thế. Ăn cơm nha. Thế bác muốn ăn thịt đi không? Con lấy xôi lên trên này á. Thôi ăn lần thịt chế ăn cơm ạ. Xôi ăn rồi. Mọi người gắp xôi ăn này. Mẹ ăn đi. Bố ăn đi bố.